Hello, xin chào mọi người. Tên là hoàng đế nấm mèo trong huyền thoại vĩ đại đây. Và sau khi mà ta đã lắp đặt thành công cái máy Xbox One X vào trong TV thì đã đến lúc cài đặt game cho nó rồi. Và con game mà ta muốn cài đặt đó chính là game Gears of War 4. Vâng, nói chung là Hoàng đế là một trong những fan cuồng của dòng game bắn súng TPS, có nghĩa là Third Person Shooter, có nghĩa là bắn súng góc nhìn thứ ba, Gears of War. Và Hoàng đế sẽ cài nó vào cái máy Xbox One ấy vậy. Vâng, đĩa còn mới, nguyên siêu nhá. Mà công nhận là cái siêu của bên bên thằng Xbox One X này nó cũng khó mở hơn là cái PS4 nữa. Không sao, siêu nào thì cũng cứ xé nó ra. Bà nó. Còn một cái niêm siêu ấy nữa. Phải không? Này, có phải mình đi thi tốt nghiệp đâu mà sao mà nó niêm phong như cái đề thi vậy ta? Vừa siêu thôi chứ. Dễ sợ quá. Em sợ anh Xbox One X quá. Anh bớt siêu cho em cái. Anh mà nhiều siêu như vậy thì em làm sao mà em lột cái máy ra đây. Hãy nói cho em nghe đi. Từ từ là hãy bình tĩnh đây. Có thể là nếu mình lột cái này ra là nó sẽ bị nó có cái nếp ở đây này, cạnh cái hình như là chỗ đây này, có cái nếp ở đây này, cạnh ở đây này. Mở không cẩn thận là ăn hành luôn á. Kiểu cũng may là hoàng đế chưa có cắt móng tay nên chạy ra được. Đồ ngon thật, lúc nào đĩa gốc nó còn có nhiều cái nhìn đã ghê chứ. Oh yeah, cái này nó cho mình kiểu một cái gọi là một cái cái này là dạng một cái đề can, cái sticker để mà dán. Ồ đẹp quá, hình của Gears of War này, cái hình hình biểu tượng logo của Gears of War này. Đây là khẩu Lancer huyền thoại này. Wow. Shit. Tuyệt thật. À, được quay trở lại những ngày tháng chơi Gears of War thật là đã. Chưa kể là nó còn cho mình một cái này là cái đào game đầy đủ ở trên Xbox To luôn. Wow. Sử dụng cái code này ở trong cái wow. Để mà truy cập vào. Ô, hình như là mình có thể dùng cái code này để mà chơi lại mấy bạn cũ 1 2 3 ở trên máy Xbox One luôn. Đã. Đã quá. Thôi bây giờ bỏ đi vô cài game đã, rồi từ từ sẽ tiếp. Nhưng mà thích cái này nè, có thể là hoàng đế sẽ dán cái logo này vào trong cái máy Xbox One X này cho nó đẹp. Hoặc là hoàng đế là một fan cuồng của dòng game bắn súng Gears of War mà, một tựa game bạo lực đâu có thua gì Mortal Kombat hay là bất cứ cái game bạo lực gì đâu. À,
đã quá, thật là quá sướng. Nói chung Hoàng Đế rất là thích chơi game bạo lực. Chỗ nào có máu me bạo lực là chỗ đó có Hoàng Đế. Let's go. Cái đĩa này khó lấy ra quá ta. À, lấy ra dễ mà. Rồi. Sau đó chúng ta phải thật là cẩn thận. Đây, đĩa còn rất là mới đây. Chúng ta phải thật cẩn thận. Bỏ vô trong này, đừng có để bị chày cái đĩa nha. Chày đĩa là khóc đó. Còn nói chung là nếu mà lỡ bị chày đĩa thì Hoàng Đế đã bày cho mọi người cách mà chúng ta xử lý những cái đĩa chày ở trong những cái video clip trước rồi đó. Mọi người cứ lục lại cái kênh YouTube của Hoàng Đế để mà xem đi, sẽ biết. Nếu mà lỡ bị làm chày. Rồi, đĩa đã vô rất là ngọt. Ê, đã quá đi. Đây này, mọi người mua cái bản này nè. Hình như là nó có cả code để download lại những cái bản cũ luôn. Những ai mà thích cái dòng series game Gear quá nên mua cái này. Rồi, máy đã gọi là nhận game rồi. Đã quá. Bây giờ kiểu mới bắt đầu làm quen với máy Xbox nên cũng đã biết là cái chỗ nào để mà cài luôn. Ở đây nó có một cái gọi là cái Gear qua 4 lao đây, chính là chỗ này đây. Nhưng mà chắc là phải cài. Ôi anh ơi, em ngán cái việc cài đặt này quá rồi. Thôi kiểu tranh thủ khi mà đang cài đặt về game Hoàng Đế sẽ nói là nhà một chút chi vui thôi. Xong bấm lao không được ra. What the fuck. Đi thì cho vô rồi đó nhưng mà lúc nãy Hoàng Đế mở mạnh tay quá, cái móng tay nó cào vào trong hơi chày chút rồi, tại đâu có biết mở siêu đâu. Thôi kệ, không sao không sao, bình thường thôi. Chày đĩa cũng là bình thường thôi. Nói gì đấy cái hộp. À đây đây rồi. Có cái mục ở trong này nè mọi người, là mình đang coi cái nó cài đặt này, nó cài đặt được 78% cái game này rồi. À. Nghĩa là còn phải cài hơi lâu ấy. Thôi đợi khi nào cài xong sẽ Hoàng Đế sẽ tiếp tục up clip tiếp. Tại vì bây giờ đang đợi cái cài đặt này nè mọi người. Cài cho nó lên tới 100%. Thấy chưa? Thôi vậy nha. Bye. Yeah.